Chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay, Nga giành quyền kiểm soát Novo mikhailovka Nga phát tín hiệu đưa thành phố lớn thứ hai của Ukraine vào tầm ngắm. Thọc sâu quá hiểm, quân Nga đột phá vào Ocheretsky ở Tây Adika. Nỗi thất vọng ngày càng tăng của Ukraine đối với đồng minh. Nga tung đòn vắt kiệt sức lực lượng của quân đội Ukraine trước cuộc tấn công quy mô lớn. Nhiều tháng tấn công không ngừng nghỉ, quân đội Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine khỏi làng Novo Mikhailovka, một cứ điểm quan trọng nằm giữa Uleda, Marinka, mở đường cho những bước tiến xa hơn. Thưa quý vị và các bạn, quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát Novo Mikhailovka ở Donetsk. Trận chiến kéo dài nhiều tháng giành thành trì quan trọng nhất đã kết thúc. Trong ngày 20 tháng 4, các phóng viên quân sự đưa tin lực lượng Nga tiếp tục tiến dần dần về phía đường cao tốc Uleda, Marinka. Khi màn đêm buông xuống, hình ảnh đầu tiên xuất hiện. Thủy quân lục chiến thuộc lữ đoàn 155 công bố một bức ảnh có cờ Nga ở ngoại ô phía tây Novo Mikhailovka. Những chiến binh Kiev cuối cùng thuộc lữ đoàn dù 79 cuối cùng đã bị đánh bật ra khỏi làng và đơn vị này phải chịu tổn thất đáng kể. Các nguồn tin tình báo Osin của Ukraine đã xác nhận việc Novo Mikhailovka thất thủ rơi vào tay quân đội Nga. Nhiều tháng chiến đấu giành thành trí quan trọng nhất đã kết thúc, đồng nghĩa với việc một bên sườn khác của nhóm Uleda thuộc lực lượng Kiev trên hướng Donetsk đã bị hở. Mục tiêu trung gian kế tiếp của Nga là Paraskovka, sau đó là Kostatinoka, nhằm cắt đứt đường tiếp tế của nhóm binh sĩ đối phương đồn trú ở Uleda. Kênh Ruyba cho biết trong ngày 20 tháng 4 đã xảy ra các trận chiến ở Novo-Mikhailika trên hướng Uleda, nơi ghi lại bước tiến của lực lượng vũ trang Nga dọc phố Timiryev. Đến cuối ngày đã có những báo cáo về việc họ đã chiếm được hoàn toàn ngôi làng. Kênh Suriyamab cho biết ở Tây Nam Donetsk, quân đội Nga đã nắm toàn quyền kiểm soát các khu nhà nghỉ mùa hè, Mashi Nochotel và phần lớn Novo mikhailika Moscow quyết chiếm Ocheretin, Kiev ra sức phản công. Trên hướng Adika, quân Nga đang đánh chiếm Ocheretin, nơi đối phương đang triển khai lực lượng dự bị và đang tiến vào khu vực Semenoka. Theo một số báo cáo chưa được xác nhận, lực lượng Moscow đã tập kích ngăn chặn các nhóm tăng viện của đối phương trong khi đó kênh redoka cho biết mặc dù ukraine không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội nga vào Netalovo, nhưng họ có điều kiện phòng thủ rất thuận lợi trong làng đơn giản là không thể cơ động tấn công từ phía bắc do có một hồ nước với đầm lầy an ngữ ở phía nam có một trạm máy kéo nằm trong tầm bắn tuy nhiên lực lượng nga cũng khó tiếp cận nó từ vùng ngoại vi làng vì vấn đề này bộ chỉ huy quân đội nga đã phân chia nhiệm vụ giữa các đơn vị một đầu cầu mới đang được tạo ra để tấn công netanovo từ phía đông nam Điều này sẽ chuyển hướng lực lượng đối phương trong bãi đậu máy kéo. Nhưng ở đây tình hình rất phức tạp do có thể xuất hiện những bãi mìn dây đặc trong khu vực. Kênh Surijamab cho biết tại phía tây Adika, quân đội Nga chiếm giữ hệ thống chiến hào phía nam và phần trung tâm của Semenika, nắm quyền kiểm soát 70% ngôi làng. Giao tranh dữ dội tiếp diễn ở Chasubja trên hướng Ba Mút, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực lân cận Chasovja, nơi hướng chịu các cuộc không kích và pháo binh có hệ thống của Nga. Đồng thời, các hàng rào xung quanh được xử lý bằng súng cối mạnh nhất thế giới, 2S4, Tuunpan cỡ nòng 240mm. Kênh Riba cho biết, Ukraine thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga trong đêm. Khoảng 50 UAV bị bắn hạ ở 8 khu vực. Trong ngày, một số mục tiêu bay đã bị phòng không Nga bắn hạ ở các khu vực Moskva, Tula và Kaluga. Lực lượng vũ trang nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu khác nhau trên lãnh thổ do đối phương kiểm soát. Mục tiêu là các cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm cả cơ sở sản xuất. Theo hướng Donetsk, có các trận chiến ở Krasnohorika, nơi Ukraine giữ các vị trí trong khu vực nhà máy vật liệu chịu tên lửa và đang cố gắng phản công để đánh bật lực lượng Moscow khỏi vùng ngoại ô phía đông nhưng không thành công. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu ba hướng nóng nhất. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày thứ Bảy, 91 cuộc đụng độ đã diễn ra ở mặt trận. Lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công ở Bamut, 18 cuộc ở Adika và 17 cuộc ở Novo Paloski. Gói hỗ trợ Ukraine góp phần đảm bảo an ninh Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hoan nghênh việc Hạ viện thông qua gói dự luật trong đó có hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời lưu ý rằng điều này giúp nước Mỹ an toàn hơn. Ông nói, Tôi hoan nghênh việc thông qua một số bổ sung quan trọng cho đạo luật an ninh quốc gia. Điều này sẽ giúp Bộ Quốc phòng Ukraine và Israel tăng cường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và giữ dư vững lập trường với các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới. Đạo luật này sẽ làm cho nước Mỹ an toàn hơn và cứu được nhiều mạng sống. Bộ trưởng Austin cho biết đạo luật này là một khoản đầu tư quan trọng cho tương lai của Mỹ bằng cách bơm gần 50 tỷ USD vào cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước và tạo việc làm tại hơn 30 tiểu bang, đồng thời củng cố an ninh lâu dài của Mỹ. Ông nói một lần nữa, chúng ta đã thấy rằng những thách thức trong thời đại chúng ta sẽ chỉ ngày càng sâu sắc hơn nếu không có sự lãnh đạo mạnh mẽ và bền vững của Mỹ trong việc thúc đẩy các lợi ích an ninh cốt lõi của chúng ta. Thế giới vẫn đang theo dõi, mạng sống con người vẫn đang bị đe dọa, an ninh lâu dài của Mỹ vẫn đang gặp nguy hiểm. Chúng ta không bao giờ được tạo cho bạn bè, đối thủ hay kẻ thù của mình bất kỳ lý do gì để nghi ngờ quyết tâm của nước Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết Mỹ có thể cử thêm cố vấn quân sự tới Ukraine. Người phát ngôn lầu năm góc thiếu tướng Patrick Ryder và các quan chức cho biết Washington đang xem xét việc gửi thêm cố vấn quân sự tới đại sứ quán nước này ở Kiev. Động thái mới nhất thể hiện sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine khi nga đang lấy lại thế chủ động trong cuộc xung đột kéo dài hai năm. Ông nói trong cuộc xung đột này, Bộ Quốc phòng đã xem xét và điều chỉnh sự hiện diện của chúng tôi để ứng phó với các điều kiện an ninh đang thay đổi chúng tôi đang xem xét cử thêm một số cố vấn để tăng cường văn phòng hợp tác quốc phòng odc của đại sứ quán theo tướng reader các cố vấn sẽ không thực hiện nhiệm vụ chiến đấu mà là cố vấn và hỗ trợ chính phủ và quân đội ukraine odc thực hiện nhiều nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ phi chiến đấu và mặc dù nó chỉ bao gồm các nhân viên của bộ quốc phòng nhưng nó lại là một phần của đại sứ quán mỹ và báo cáo với trưởng phái đoàn giống như các đại sứ quán khác ông reader nói thêm Lầu Năm Góc không cho biết số lượng nhân sự cụ thể vì lý do an ninh và bảo vệ lực lượng. Theo bốn quan chức Mỹ và một người nắm rõ kế hoạch giấu tên để bảo vệ tính nhạy cảm của vấn đề, các binh sĩ bổ sung sẽ hỗ trợ hậu cần và giám sát vũ khí mà Washington gửi tới Ukraine. Đội ngũ mới cũng sẽ giúp quân đội Ukraine bảo trì vũ khí. Theo nguồn tin của Politico lưu ý, số quân Mỹ được điều động bổ sung từ Ukraine sẽ lên đến 60 người. Một trong những công việc của cố vấn quân sự sẽ là giúp Ukraine lên kế hoạch bảo trì các thiết bị tinh vi do Mỹ cung cấp vì giao tranh dự kiến sẽ leo thang vào mùa hè. Họ cũng sẽ hỗ trợ đội ngũ đại sứ quán Mỹ tương đối nhỏ ở Kiev và điều phối các chuyến hàng vũ khí mới. Khi dự luật bổ sung tại quốc hội trở thành luật nhằm cung cấp thêm vũ khí và thiết bị cho Ukraine. Kiev sẽ phân bổ viện trợ quân sự gần 50 tỷ USD của Mỹ như thế nào? Thủ tướng Denis Smigol cho biết nếu Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ Ukraine, trong tổng số gần 61 tỷ USD hỗ trợ, 49,9 tỷ USD sẽ được dùng cho chi tiêu quốc phòng. Ông cho biết tổng số tiền hỗ trợ là gần 61 tỷ USD, 49,9 tỷ chi tiêu quốc phòng, 7,8 tỷ hỗ trợ ngân sách tiềm năng, 1,57 tỷ hỗ trợ kinh tế, 400 triệu quỹ bảo vệ biên giới và giả phá bom mìn nhân đạo. Tướng Smigol nhấn mạnh, kỳ ép kỳ vọng dự luật sẽ được Thượng viện thông qua thành công trong vài ngày tới. Quan chức cấp cao của Nga dường như phát đi tín hiệu cho thấy Moscow có thể sớm mở cuộc tấn công vào Kharkov. Theo Business Insider, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dường như đã ám chỉ rằng Nga có ý định sẽ tấn công thành phố Kharkov ở phía đông bắc Ukraine điều này khiến ông trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của điện kremlin công khai xác định thành phố lớn thứ hai của ukraine là mục tiêu tiềm năng theo viện nghiên cứu chiến tranh trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh nga ông lavrov cho biết kharkov có vai trò quan trọng trong kế hoạch của tổng thống nga vladimir putin nhằm tạo ra một vùng đệm phi quân sự để bảo vệ các khu vực biên giới nga khỏi các cuộc tấn công của ukraine hồi tháng 3, điện kremlin cho biết Cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine là tạo ra một vùng đệm nhằm đưa các khu vực của Nga ra ngoài tầm bắn của vũ khí Kiev. Trước đó, Tổng thống Putin nêu khả năng thành lập vùng đệm trong bài phát biểu sau khi tái đắc cử vào hôm 17 tháng 3. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích của Ukraine vào lãnh thổ của chúng tôi như các cơ sở công cộng, các tòa nhà dân cư, Nga cần phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ. Những mục tiêu này chỉ có thể được bảo vệ bằng cách tạo ra vùng đệm để bất kỳ vũ khí nào mà đối thủ sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều nằm ngoài tầm bắn, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố. Sau đó, cố vấn chính trị của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak đã chỉ trích ý tưởng của Tổng thống Nga Putin về việc lập ra vùng đệm trong lãnh thổ Ukraine. Cáo buộc đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Moscow có kế hoạch làm gia tăng căng thẳng. Kharkov đang phải đối mặt với cuộc tấn công dồn dập của Nga trong những tuần gần đây. Các cuộc tấn công đã phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố và đánh sập nhiều công trình. Trang tin Top World cho biết quân đội Nga tiếp tục tấn công mạnh về hướng Tây Adika, bao vây các cứ điểm của quân Ukraine, trong đó có làng Ocharatino, nơi có ít nhất 3,6 nghìn người sinh sống trước khi xung đột nổ ra. Theo thông tin mới nhất, sau khi đánh bại quân Ukraine ở phía đông nam Ocharatino, quân Nga đã tiến đến vùng Ven và sau đó tiến vào làng. Hiện quân Nga đã nắm toàn quyền kiểm soát ngã ba đường sắt Ocherentisky và đã tiến thêm được quãng đường ít nhất 1 km theo hướng Tây Bắc. Thông tin về các trận đánh cận chiến đang diễn ra trực tiếp tại Ocherentino cũng được các sĩ quan Ukraine xác nhận. Theo thông tin từ phía Ukraine, quân Nga đã nắm quyền kiểm soát ít nhất một phần phố Energetikov. Các trận đánh đang diễn ra tại một ngã tư quan trọng của Ocherentino có đường dẫn đến Novobamotoka, nơi mà quân Nga đã tiếp cận. Đến nay, quân Nga đã đánh bật các đơn vị Ukraine phòng ngự từ phía nam làng Ocharetino tới phía tây bắc nhà ga. Bị tổn thất nặng, quân Ukraine buộc phải rút lui về những khu vực mà họ đã quen dựa vào để phòng thủ, như các tòa nhà kiên cố, nhà máy. Và tuần này là một nhà máy gạch địa phương. Tại đây có cả tầng hầm, biến nơi đây thành trận địa phòng ngự và quân Ukraine đang cố gắng giữ vững. Còn kênh quân sự Redoka trên mạng xã hội Telegram phân tích chi tiết tình hình theo hướng Adika vào cuối ngày 17 tháng 4 khẳng định tam giác phòng ngự ocharetino akhageskoi novo kalinovo đã không cứu được quân ukraina gần ocharetino sau khi thành phố adica bị thất thủ và các tuyến phòng ngự lâm thời được ukraina dựng lên nhằm ngăn bước quân nga nhưng đã bị sụp đổ nhanh chóng trước tình hình đó chỉ huy quân đội ukraina đã xây dựng những vị trí kiên cố từ xa nhằm kìm hãm quân nga tiến nhanh về phía tây Tam giác phòng thủ Ocharitino, Akhagaskoi, Novo Kalinovo được hy vọng sẽ là cụm phòng thủ có thể hỗ trợ cho nhau, cầm chân quân Nga do lợi thế về địa hình như sông Hồ, cánh đồng lầy lội. Có thể sông Kalinovo chảy qua ba làng này khiến lực lượng thiết giáp của quân Nga khó di chuyển. Tuy nhiên, tất cả những yếu tố trên đã không thể ngăn được quân Nga, bởi ngay lúc này, các mũi xung kích của họ đã chiếm được những ngôi làng đầu tiên ở phía ngoài Ocharitino, đồng thời gây sức ép mạnh lên hai đỉnh tam giác còn lại kênh Surya Map đưa tin, trên khu vực phía bắc Adika, quân Nga phát triển vượt ra khỏi khu nhà nghỉ mùa hè Jaria, dọc theo tuyến đường sắt đến trạm biến áp xe lửa 110 kV liên kề với hệ thống cống. Đồng thời, xâm nhập những ngôi nhà đầu tiên ở Ocharetino. Đây là một bước đột phá đáng kể. Theo các thông tin trên, về cơ bản quân Nga đã tiến vào làng Ocharetino và giành được chỗ đứng ở vùng ven phía đông và đột phá vào trung tâm ngôi làng nhiều nguồn tin Ukraine khẳng định các đơn vị dự bị của Ukraine đang được tung vào để bịt lỗ hổng. Để đạt được chỗ đứng vững chắc và củng cố đầu cầu Ocharetino, quân Nga cần phải tấn công từ phía sườn bên trái, tiêu diệt dứt điểm Novo bamutuka và Berdychi. Nếu không, những chiến quả ở Ocharetino sẽ rất mong manh do quân Ukraine có thể phản công vào bên sườn. Kênh Ruba đưa tin tại Adika, các đơn vị Nga tiến dọc theo tuyến Omaskoi, Unobrodoka, trên khu vực Bắc thành phố, họ cũng phát triển nhanh về Novo Bamutoka và Ultra Retino. Trong tình huống như vậy, việc quân Ukraine tiếp tục chiếm giữ phần phía Tây của làng Berdychi là vô nghĩa, vì quân Nga tiến vào hậu phương của nhóm quân Ukraine này từ phía Bắc, đồng thời dồn ép từ phía Đông và phía Nam. Sự phát triển thành công của quân Nga ở Ultra Retino có thể mở ra những kế hoạch tác chiến tiếp theo. Một trong số đó là việc bao vây tiêu diệt hoàn toàn nhóm quân Ukraine ở phía nam làng này, kéo dài tới tận Umaskoi và có thể chiếm thêm 250 km vùng đất. Một thực tế là ở Ucharetino, quân đội Ukraine chưa xây dựng được hệ thống công sự chiến đấu phòng ngự nhiều lớp, giống như ở Adika hoặc như ở Rabotino. Điều này có thể cho thấy quân Ukraine đã không lường trước được bước tiến nhanh chóng của quân Nga theo hướng này. Việc Adika sụp đổ quá nhanh và chỉ huy quân Ukraine tin rằng quân Nga sẽ không thể tổ chức tiến công ngay sau khi chiếm Adika, hoặc tiếp tục bị cầm chân ở tuyến phòng thủ đầu tiên ở phía tây Adika, khu vực Lastokino. Tuy nhiên, tốc độ tiến công nhanh của quân Nga đã khiến họ bị bất ngờ. Nếu để mất Ocharetino, sẽ làm sụp đổ nhanh chóng tuyến phòng thủ ở tây Adika, nên Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine vội tung quân dự bị vào các cuộc phản công trực diện nhưng thường bị không quân, pháo binh Nga vô hiệu hóa ngay trước khi họ tổ chức được cuộc phản công. Tuy nhiên, không thể đánh thấp khả năng về sự kháng cự của quân đội Ukraine tại đây. Chiến thuật của Ukraine là dựa vào các làng mạc, tòa nhà, nhà máy để chiến đấu phòng thủ, cầm chân và tiêu hao quân Nga, không để cho quân Nga tiến quân nhanh. Ukraine đang thất thế trong cuộc đối đầu với Nga và càng thất vọng hơn khi phương Tây chậm trễ trong việc viện trợ cho họ giữa tình thế nước sôi lửa bỏng. Nỗi thất vọng với việc Quốc hội Mỹ chặn gói viện trợ tài chính và quân sự quan trọng cho Ukraine đã được thể hiện rõ tại diễn đàn kinh tế Delphi ở Hy Lạp vào tuần trước. Nga đang phá hủy các nhà máy điện Ukraine, trong khi phương Tây với tư cách một tập thể chưa cung cấp đủ tên lửa phòng không cho Kiev. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ba Lan Radoslav Sikorsky phát biểu bên lề hội nghị, cáo buộc các cuộc tập kích của Nga là hành động vi phạm luật nhân đạo trong chiến tranh. Cùng thời điểm, Nga phóng khoảng 80 tên lửa, UAV phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện lớn nhất Ukraine, nơi được cho là có hệ thống phòng không tốt nhất nước này. Bạn không thể vận hành các thành phố hiện đại nếu như không có điện. Vì vậy, tôi lo ngại rằng nếu không cung cấp đủ hệ thống phòng không hoặc tên lửa cho Ukraine kịp thời, chúng ta có thể sẽ đón thêm một làn sóng tị nạn mới. Những người không thể sống tiếp ở thành phố của họ. Sikorsky nói thêm. Ba Lan hiện là nơi sinh sống của gần 1 triệu người tị nạn Ukraine trong tổng số 6 triệu người tị nạn ở châu Âu. Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đến nay vẫn từ chối thông qua gói viện trợ trị giá hơn 60 tỷ USD cho Ukraine, dù Thượng viện đã phê chuẩn từ tháng 12 năm ngoái. Một nỗi thất vọng khác nhằm tới châu Âu khi ngành công nghiệp quốc phòng khu vực đã không thể tăng tốc sản xuất đạn dược để lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại. Họ thậm chí còn không sản xuất đủ cho chính mình. Nghị sĩ Ukraine Julia Kalimenko nói, Hai năm qua họ luôn nói về việc có thể ngày mai hoặc cuối năm 2025 họ sẽ bắt đầu sản xuất. Thật vô trách nhiệm. Sikorsky ước tính châu Âu thực tế đã chuyển giao xong một triệu quả đạn pháo mà họ đã hứa với Ukraine. Ông cho biết sáng kiến riêng của Séc nhằm mua đạn pháo dự trữ từ khắp nơi trên thế giới cho Ukraine sẽ cung cấp thêm khoảng một triệu viên đạn pháo nữa vào tháng 6, thời điểm giới phân tích quân sự phương Tây dự đoán Nga có thể mở chiến dịch tấn công quy mô mới. Nhưng hãy so sánh con số này với sản lượng 2-3 triệu đạn pháo một năm của Nga. Chúng ta có nguồn lực gấp nhiều lần họ, nhưng họ đã phát huy nguồn lực hiệu quả hơn, ông nói thêm. Nỗi thất vọng bên trong Ukraine đang lớn dần lên với việc Đức không cung cấp tên lửa Taurus tầm bắn 500 km vì sợ chúng sẽ được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng từ chối chuyển giao cho Kiev tên lửa chiến thuật ATACMS với tầm bắn 300 km. Phần lớn nỗi thất vọng với châu Âu tập trung vào việc khu vực dường như thiếu nhận thức về tính cấp bách của vấn đề. Ví dụ, các tổ chức tài chính châu Âu nắm giữ hơn 200 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga. Nhưng trong khi EU đã quyết định chuyển khoảng 3,5 tỷ USD tiền lãi thu được từ số tiền trên chỗ Ukraine, họ vẫn chưa quyết định động đến tiền gốc. Kalimenko đổ lỗi cho Ủy ban châu Âu EC, cơ quan điều hành EU, vì đã tập trung quá nhiều vào việc hạn chế nhập khẩu nông sản của Ukraine vào khối. Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Nameria nói rằng thực tế bị đe dọa đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn đối với người châu Âu. Theo ông, châu Âu mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này. Ukraine đã rơi vào tình trạng thiếu vũ khí kể từ mùa hè năm ngoái khi họ tiến hành chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ từ Nga. Tuy nhiên, chiến dịch thất bại của Kiev khi đối mặt với phòng tuyến quá vững chắc của Moscow. Bất chấp tình trạng thiếu nhất quán của các đồng minh, Ukraine vẫn tiếp tục huy động nguồn lực duy nhất mà họ có thể chủ động, đó chính là nhân lực nemiria lạc quan về triển vọng của ukraine theo ông ukraine đã chứng minh cam kết của mình với châu âu và đã phải trả giá bằng máu điều này có nghĩa ukraine đang ngày càng trở thành một quốc gia châu âu và eu cùng ukraine gắn kết với nhau trong cả chiến thắng lẫn thất bại Thưa quý vị và các bạn, quân đội Nga đang tăng áp lực lên các lực lượng Ukraine, đang kiệt sức vì thiếu nhân lực và vũ khí để chuẩn bị chiếm thêm lãnh thổ trong cuộc tiến công quy mô lớn được dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè này, khi mặt đất khô giáo, cho phép xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị hạng nặng khác của Nga tràn tới các vị trí then chốt trên chiến trường. Khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ ba và gói viện trợ quan trọng của chính quyền Biden dành cho Kiev vẫn bị đình chỉ tại Quốc hội Mỹ, Nga ngày càng tăng cường sử dụng bom bay dẫn đường bằng vệ tinh, cho phép máy bay thả chúng từ một khoảng cách an toàn để tấn công lực lượng Ukraine đang khốn đốn vì bị bao vây, thiếu đạn dược, vũ khí trầm trọng. Michel Kaufman, một chuyên gia quân sự của Carnegie Endowment, cảnh báo, nếu người Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công, cuối cùng họ có thể thiết lập được những mặt trận mở rộng hơn. Cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraine đã thất bại khi các đơn vị tiến công của Ukraine bị mắc kẹt tại các bãi mìn rộng lớn của Nga và bị tàn sát bởi pháo binh cũng như máy bay không người lái của Moscow. Người Nga không có lý do gì để phạm sai lầm tương tự. Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh cho lực lượng Ukraine xây dựng chiến hào công sự và hầm trú ẩn phía sau chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Nhưng các nhà phân tích cho rằng công việc xây dựng này diễn ra quá chậm chạp, khiến nhiều khu vực trọng yếu không được bảo vệ, gây nguy hiểm cho quân đội Ukraine nếu Nga thực sự phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào mùa hè tới. Nếu các tuyến phòng thủ được xây dựng từ trước thì quân đội Ukraine đã không rút lui theo cách như vậy. Lẽ ra chúng ta phải đào chiến hào suốt mùa thu và điều đó sẽ cản trở bước tiến của quân Nga. Bây giờ mọi chuyện đã quá muộn, rất nguy hiểm, ông Kaufman nhấn mạnh. Sau khi chiếm được thành trì Adika của Ukraine, quân đội Nga hiện đang tập trung vào thị trấn Chasivja. Nếu chiếm được cao điểm này, người Nga sẽ rộng đường tiến về các thành phố trọng yếu của Ukraine ở Donetsk như Solovian và Karamatovsk. Nga hiện coi việc giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, các chuyên gia phân tích cũng cảnh báo rằng Kiev hiện không có đủ sức mạnh phòng không để bảo vệ Kharkov và các thành phố khác khi Nga đang nhâm nhe tiến hành một cuộc tấn công để chiếm lấy thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Hiện các cuộc không kích liên tục nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Kharkov gần đây được cho là một phần trong chiến lược của Moscow để làm nghẹt thở thành phố và buộc người dân phải rời đi. Trung tướng đã nghỉ hưu Andrei Gurulev, hiện là thành viên Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga tuyên bố rằng việc chiếm được Kharkov là một thách thức lớn và ông dự đoán quân đội Nga sẽ cố gắng bao vây thành phố này. Thành phố có thể bị bao vây và phong tỏa. Ông Gurulev nói, đồng thời nói thêm rằng việc chiếm Kharkov sẽ mở đường cho quân Nga tiến sâu hơn vào Ukraine. Cựu Tổng thống Nga tin rằng tuyên bố của Ba Lan về âm mưu của Nga nhằm vào Tổng thống Ukraine là một tín hiệu đáng cảnh báo một người đàn ông ba lan bị cáo buộc phối hợp cùng moscow lên kế hoạch ám sát tổng thống ukraine zelensky là dấu hiệu cho thấy những nước phương tây đang ủng hộ kiev muốn thanh toán nhà lãnh đạo ukraine hãng thông tấn ria của nga dẫn thông tin của cựu tổng thống dmitry medvedev một âm mưu nhằm vào ông zelensky ở ba lan điều đó thực sự nghiêm trọng ông medvedev hiện giữ chức phó chủ tịch hội đồng an ninh nga viết trên mạng xã hội nhằm đáp lại những tuyên bố cáo buộc của phương tây đây có thể là bằng chứng đầu tiên cho thấy phương Tây đã quyết định loại bỏ ông ấy. Hãy bắt đầu sợ hãi đi! Công dân Ba Lan trong cáo buộc nêu trên đã được Văn phòng Công tố Quốc gia ở Warsaw xác định là Pavel K. Nghi phạm sẽ phải đối mặt với án tù 8 năm nếu bị kết án về tội cố gắng hợp tác với một thế lực nước ngoài đi ngược lại lợi ích quốc gia. Cụ thể, Pavel đã bị cáo buộc cố gắng chia sẻ thông tin với Moscow về sân bay Jezio Jasionka ở phía đông nam Ba Lan. Cơ sở này được sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược mà các thành viên NATO hỗ trợ cho Ukraine để chống lại Nga. Tuy nhiên, các quan chức Ba Lan tuyên bố rằng những lời khuyên của nghi phạm này có thể nằm trong số nhiều thứ khác đã giúp Moscow lên kế hoạch tấn công ông Zelensky trong chuyến thăm Ba Lan. Cơ quan an ninh của Ukraine SPU cũng lặp lại các cáo buộc trong một tuyên bố của riêng họ. Warsaw so tuyên bố Pavel đã liên lạc với các công dân Nga có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột Ukraine. Chính quyền Ba Lan trước đó đã nhận được thông báo về mối đe dọa này, có khả năng là từ các cơ quan an ninh Ukraine. Sau sự việc, ông Zelensky nói với truyền thông phương Tây rằng Nga đã cố gắng ám sát ông trong nhiều năm, trong đó nhiều âm mưu đã bị lực lượng an ninh của ông ngăn chặn. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Israel Natalie Bennett cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân đảm bảo với ông vào tháng 3 năm 2022 rằng Moscow sẽ không bao giờ đưa ra hành động như vậy. Giao tranh đang ác liệt ở Chasovja Quân Nga tiến sâu hơn vào vị trí của đối phương khi các nhóm xung kích được hỗ trợ bởi xe bọc thép và máy bay đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của Chasopja. Các cuộc đấu súng đã và đang diễn ra dọc đường Jelena và đang dần tiến gần đến kênh Seversky Donetsk. Chasopja là một thành phố có vị trí chiến lược nhờ ở địa hình cao hơn ở khu vực xung quanh. Kiểm soát được Chasopja, phía Nga sẽ dễ bề tiến công những đô thị lân cận. Vì thế, các chỉ huy Nga quyết giành được Chasovja trước ngày đặc biệt mùng 9 tháng 5, ngày kỷ niệm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước Đức Quốc xã. Đối với quân Ukraine, tình hình xung quanh Chasovja ngày càng tồi tệ. Các đội xung kích Nga đã chiếm các vị trí mới ở ngoại ô phía đông thành phố, dọc các khu vực nhà nghỉ phía bắc tiểu khu Novi. Quân Nga cũng đạt được thành công ở Kalinovo và Ivanovskoi, khiến các nhóm quân Ukraine dần dần phải rút về phía bên kia kênh đào Seversky Donetsk, Donetsk Donbass quân nga đang tiến dọc theo toàn bộ chiều rộng của mặt trận không quân nga đã phá hủy các công sự của đối phương gây tổn thất rất lớn theo thông tin từ thực địa tất cả các bệnh viện trong khu liên hợp slavian Karamatov đều đầy áp các thương binh ukraine nga cũng đang tích cực sử dụng không quân để tấn công các vị trí hậu phương của lực lượng ukraine gây khó khăn đáng kể cho việc hỗ trợ phòng thủ chasovja quân nga đã tiến về phía bắc karasnoi bao vây thành phố này từ hai bên sườn ở vùng ngoại ô phía đông, quân Nga chiếm các vị trí mới dọc theo phố Dagaja trong khu dân cư ở phía bắc tiểu khu Novi. Ở phía nam của tiểu khu Kanan, quân đội Nga đột phá đến bờ phía đông của kênh Siversky Donetsk, Donbass, và đã áp sát phía trước tuyến phòng thủ chính của Ukraine là tuyến đường Chasovja, Kadyomoka. Không quân Nga tiếp tục chấn áp các điểm bắn của lực lượng vũ trang Ukraine. Thành trì tiếp theo ở Adika bị đánh sập, theo kênh Military Summary, lực lượng Moscow đã thiết lập được hoàn toàn quyền kiểm soát ngôi làng Simionoka, đồng thời tiếp tục dọn dẹp Berdichi. Kênh Riba đưa tin, tại khu vực Adika, lực lượng Nga tiếp tục phát huy thành công khi tiến về Novo mở rộng vùng kiểm soát của họ ở phía tây ngôi làng. Tại Simionoka, lực lượng Moscow đã có mặt tại trung tâm làng. Ngoài cuộc tấn công ở phía tây, họ tiếp tục phát huy thành công khi kiểm soát sườn phía bắc Adika. Kênh Dredoka cho biết tại Adika, sau khi nhốt chặt các đơn vị Ukraine ở khu vực Novo Kalinovo, lực lượng Moscow tấn công Ocharatino, một trung tâm hậu cần quan trọng của đối phương trong khu vực này. Tuyến đường sắt đi qua Ocharatin cùng mạng lưới đường nối Novo Bamutoka, Akhageskoi, Keramik và Novo Kalinovo cũng xuất phát ở đó. Việc Ocharatino sụp đổ, mất vai trò vị trí trung tâm cung cấp thường xuyên cho các đơn vị Ukraine trong khu vực này, có thể sẽ đe dọa bộ chỉ huy Ukraine ở khu vực, tạo ra một cuộc khủng hoảng chiến thuật khác cho lực lượng này. Kênh xác nhận, vào chiều ngày 15 tháng 4, quân Nga đã đánh bật đối phương khỏi Semyonoka và đang truy quét binh sĩ Ukraine. Lực lượng Nga cũng tiếp tục phát triển thành công ở phía bắc Berdichi, hướng tới Ocharatino. Đồng thời, lực lượng Moscow cũng đã đến gần vùng ngoại ô của làng Novo Bamotoka, nằm ở phía nam Ocharatino, và buộc đối phương phải rút lui khỏi phần lớn Jaria, nhưng vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn. Trong khu vực này, Ukraine dần bị đẩy lùi về phía Ocharatino, nơi họ sẽ phải cố gắng giữ bằng được. Bởi nếu khu định cư này thất thủ, thì tuyến phòng thủ tiếp theo của lực lượng Kiev dọc Povacha, Novo Senka, Pervaja, Novo Prokosky, Solovoy sẽ trở nên vô nghĩa. Bất đồng quan điểm giữa Kiev và Washington Người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine Kirin Budanov cho biết, quân đội Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Theo ông, lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị đẩy lùi cuộc tấn công. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của phương Tây thì mọi việc sẽ khó khăn một cách thảm khốc. Quân đội Nga sẽ bắt đầu cuộc tấn công vào cuối tháng 5 đầu tháng 6. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho thời điểm này và chúng tôi sẽ xem nó sẽ tiến xa hơn như thế nào, Tuy nhiên, nếu không có sự giúp đỡ của các đồng minh phương Tây, mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn đối với chúng tôi. Thứ nhất, Nga sẽ có đủ số lượng quân. Và thứ hai, họ sẽ tiến xa hơn. Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine Kirin Budanov cho biết, Tuy nhiên, giữa Kiev và Washington hiện cũng đang tồn tại một số bất đồng liên quan đến kế hoạch của Ukraine nhằm tấn công nhà máy lọc dầu của Nga. Báo Washington Post đưa tin, Hồi tháng 2 năm nay, tại hội nghị an ninh Munich, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đích thân kêu gọi quan chức Kiev ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Thế nhưng, Zelensky đã bác bỏ yêu cầu này và cho rằng chuỗi tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Kiev vào các cơ sở năng lượng của Nga là một điểm sáng hiếm hoi trong cuộc xung đột với Nga. Phía Ukraine đã tung ra một loạt cuộc tấn công nữa. Các sự cố này làm trầm trọng thêm căng thẳng cho mối quan hệ vốn đã nặng nề sau khi viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị đình trệ tại Quốc hội. Tổng thống Mỹ Biden và đại diện Quốc hội Mỹ mới đây mới đạt được đồng thuận về ngân sách viện trợ cho Ukraina và Israel. Điều này vừa được lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer xác nhận. Theo ông Schumer, tổng thống Biden đã gặp đại diện của cả lưỡng viện vào chủ nhật vừa qua. Ông Schumer hy vọng trong tuần này có thể làm được điều gì đó để giúp đỡ cho cả Ukraina và Israel, song không đề cập rõ về dự luật cụ thể nào. Các chuyên gia quân sự cho rằng, cùng với việc tiến chậm trên khắp khu vực Donetsk, lực lượng Nga cũng có thể cố gắng chiếm Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Nga đang gia tăng áp lực lên lực lượng Ukraine để chuẩn bị giành thêm lãnh thổ vào mùa xuân và mùa hè này, khi mặt đất khô cứng và xe tăng xe bọc thép cũng như các thiết bị hạng nặng khác có thể di chuyển tới các vị trí then chốt trên khắp chiến trường khi cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba và gói viện trợ quan trọng của Mỹ dành cho Kiev vẫn đang bị kẹt tại Quốc hội, Nga đã tăng cường sử dụng nhiều bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh để tấn công lực lượng Ukraine đang thiếu cả đạn dược và nhân lực. Mặc dù Nga có lợi thế về hỏa lực và nhân lực, các chuyên gia quân sự cho rằng một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn sẽ rất rủi ro và không cần thiết. Thay vào đó, lực lượng của Moscow có thể tiến hành các cuộc tấn công nhỏ hơn trên khắp tiền tuyến để làm tiêu hao sức lực của quân đội Ukraine. Michel Kaufman, một chuyên gia quân sự tại Carnegie Endowment cho rằng, nếu Nga tiếp tục tiến lên trên khắp mặt trận, cuối cùng họ có thể tìm thấy nhiều địa hình rộng mở hơn. Cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraine đã thất bại khi các đơn vị tấn công của họ bị mắc kẹt ở các bãi mìn rộng lớn của Nga và hứng chịu các cuộc pháo kích và các cuộc tấn công bằng UAV. Nga không có lý do gì để phạm sai lầm tương tự. Ukraine đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Tháng 11 năm 2023, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh cho lực lượng nước này xây dựng chiến hào công sự và hầm trú ẩn phía sau chiến tuyến hơn 1.000 km. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng công việc xây dựng diễn ra chậm chạp, khiến nhiều khu vực không được bảo vệ. Chuyên gia quân sự Ukraine Oleg Janov cho rằng, nếu các tuyến phòng thủ được xây dựng từ trước, quân Ukraine đã không rút lui theo cách như vậy. Lẽ ra chúng ta phải đào chiến hào suốt mùa thu năm 2023 và điều đó có thể cản bước tiến của quân Nga. Bây giờ tất cả mọi thứ đã bị phơi bày, tình thế trở nên nguy hiểm hơn. Ông Kaufman cũng nhận định Ukraine đã khá chậm trong việc đào hào trên mặt trận và họ không có tuyến phụ tốt. Sau khi kiểm soát được thành trì Adika, quân đội Nga hiện đang tập trung vào thị trấn Chasovja. Việc chiếm được Chasovja sẽ cho phép họ tiến về Slovian và Karamatovsk những thành phố quan trọng ở Donetsk và hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Nga coi việc kiểm soát hoàn toàn Donetsk là ưu tiên hàng đầu. Theo ông Danov, Ukraine không có đủ hòa lực để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Họ nói sẽ có một tuyến phòng thủ cách Adika 10 km để quân đội của chúng tôi có thể tiến vào và phòng thủ, nhưng không có gì cả, ông Janov cho hay. Tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu bộ tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu tuần trước cảnh báo rằng Ukraina sẽ bị Nga áp đảo gần gấp 10 lần trong vài tuần nếu Quốc hội không phê duyệt thêm viện trợ quân sự. Hồi tháng 3, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ thiết lập một vùng đệm bảo vệ các khu vực biên giới của Nga khỏi các cuộc pháo kích và xâm nhập của Ukraina. Ông Putin không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào, nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng, cùng với việc tiến chậm trên khắp khu vực Donetsk, lực lượng của Nga cũng có thể cố gắng chiếm Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Một dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công vào Kharkiv có thể sắp xảy ra là Nga đã tăng cường cuộc tấn công vào các nhà máy điện trong khu vực, gây thiệt hại đáng kể và gây mất điện trên diện rộng. Theo ông Zanov, Ukraine không có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ Kharkiv và các thành phố khác các cuộc tấn công liên tục là một phần trong chiến lược của Nga nhằm làm nghẹt thở thành phố này bằng cách phá hủy cơ sở hạ tầng và buộc cư dân phải rời đi. Trung tướng đã nghỉ hưu Andrei Gudulev hiện là thành viên Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga thừa nhận việc chiếm được Kharkiv là một thách thức lớn và ông dự đoán lực lượng Nga sẽ cố gắng bao vây thành phố này. Kharkiv có thể bị bao vây và phong tỏa, ông nhận định, đồng thời cho biết chiếm thành phố này sẽ mở đường cho việc tiến sâu vào Ukraine, nhưng làm như vậy đòi hỏi phải có thêm nhân lực. Mùa thu năm ngoái, Nga đã huy động một phần 300.000 quân dự bị. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết quân đội đã tuyển 540.000 lính tình nguyện viên trong năm 2023. Quân đội Ukraine đã rơi vào cái bẫy. Đây là một cái bẫy mang tên là Donetsk. Những trận chiến đẫm máu đang hoành hành khắp mọi nơi, nơi Ukraine đang thua. Một số thành phố đang trên đà sụp đổ. Sau khi chiếm được, lực lượng vũ trang Nga sẽ mở rộng không gian vô cùng thuận lợi và chỉ có con sông Dnieper rộng lớn mới có thể ngăn chặn quân Nga, nhưng không giữ phòng tuyến được lâu. Thực tế cho thấy, trừ mặt trận Đông Bắc với trọng điểm là Kharkov tương đối yên ắng, trên tất cả các khu vực còn lại, lực lượng Moscow đều phát động tấn công với cường độ vừa phải, tiến chậm nhưng chắc. Điều này buộc lực lượng Kiev vốn đã sứt mẻ đáng kể sau cuộc phản công hè thu năm ngoái phải căng mình chống đỡ, vá được chỗ nọ thì lại thủng chỗ kia. Cuộc đột kích của quân đội Nga tại Ocheretino ở phía bắc Adika phá hủy chiến thuật phòng thủ của Ukraine. Theo đó, lực lượng Moscow đang tấn công hiệu quả vào các vị trí phòng thủ kiên cố của đối phương ở Ocheretino và Novo Kalinovo. Sau khi vượt qua Ocheretino từ phía nam, quân Nga đã cải thiện đáng kể vị trí của mình. Giờ đây, các trận chiến đang diễn ra ngay tại các khu vực đông dân cư. Sự đột phá của quân đội Nga tại khu vực này buộc bộ chỉ huy Ukraine phải phân bổ lại quân dự bị, tung nhân lực vào các cuộc phản công vô nghĩa, đồng thời chịu tổn thất nặng nề. Cuộc tấn công đang phát triển nhanh chóng của Nga ở Ocharatino cùng với các hành động tích cực của họ ở khu vực Chasovja đang phá hủy chiến thuật phòng thủ của Ukraine trên toàn hướng Adika. Sự di chuyển đồng thời của Nga trên tất cả các khu vực của mặt trận buộc các binh sĩ Ukraine phải thực hiện một cuộc luân chuyển hỗn loạn, thiết lập cho các khu vực kiên cố mới khi đang di chuyển, đồng thời làm mất đi nguồn lực và hiệu quả chiến đấu của nhân sự một cách vô nghĩa. Kênh Suri cho biết, ở Tây, Tây Bắc Adika, trên bản đồ đã được chỉnh sửa cho thấy quân đội Ukraine vẫn hiện diện tại nghĩa trang Berdichi. Mặt khác, lực lượng Moscow đạt được những tiến bộ mới ở Novo Kalinovi khi đối phương tiếp tục rút quân từ các chiến hào về phía bắc. Hơn nữa, các cuộc đụng độ giữa hai bên đang diễn ra tại trạm biến áp xe lửa 110 kV ở Ocheretino, hiện được coi là nằm trong vùng xám. Kênh Military Summary đưa tin quân Nga tiến vào Novo Kalinovi ở phía bắc Adika, giành quyền kiểm soát các hướng tiếp cận phía nam tới ngôi làng và trang trại. Kênh Surya Map tại tây bắc thành phố Donetsk, sau 3 ngày chiến đấu, quân đội Nga đã tiến vào được những ngôi nhà đầu tiên của làng Netalov. Kênh Riba cho biết, trên hướng Adika, quân Nga xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine ở độ sâu 2,5 km, chiếm hoàn toàn lãnh thổ của khu vực nông trại Jaria. Các trận chiến đang diễn ra trong khu vực trạm biến áp Ocharetino, Volova, dọc theo phố Jali, Nikna. Nga đang tiến về ngoài ô Chasubja. Tại Bamut, lực lượng vũ trang Nga đang tiến về vùng ngoài ô phía đông của Chasubja, dọc theo tuyến Kalinika, tiểu khu Kanan. Tại khu vực Stupoki, một khẩu pháo và hệ thống phòng không của Ukraine đã bị phá hủy. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga tấn công Karinok 7 lần ở vùng Kherson. Ukraska Prada đưa tin, báo cáo tối qua của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, trên mặt trận ghi nhận 71 vụ đụng độ. Tổng cộng đối phương đã phóng 6 tên lửa, thực hiện 63 cuộc không kích và 41 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 9 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng một khu tập trung quân và một kho đạn của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã bẻ gãy các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bamut, Adika, Novopalos, Marinka, Orekhov, Japorichia, Kherson. Ở hướng Kupian, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công. Báo cáo viết, Ngoại trưởng Kuleba, chúng tôi không có kế hoạch B. Ngoại trưởng Dmitry Kuleba không dự đoán triển vọng thông qua dự luật mới về hỗ trợ Ukraine tại Quốc hội Mỹ, nhưng lưu ý rằng Kiev chỉ có kế hoạch A. Ông Kuliba từ chối đi sâu vào chi tiết đề xuất của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, nhưng nhắc lại lời của ông rằng chúng tôi không cần kế hoạch B, bởi vì kế hoạch A của chúng tôi đang đưa ra những quyết định mạnh mẽ cho Ukraine, chứ không phải những quyết định nửa vời. Và hôm nay tôi nhắc với Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken về điều này. Hãy nhìn xem, tôi không có kế hoạch B nào. Kế hoạch A phải thực hiện được, thông qua một sự luật mạnh mẽ. Và ông ấy ủng hộ tôi và nói rằng chúng ta nên tập trung hoàn toàn vào các quyết định mạnh mẽ cho Ukraine, tức là vào kế hoạch A, Ngoại trưởng nói thêm. Ông Kuleba kết luận, nhưng rất nhiều bản sao đã bị vỡ và rất nhiều cuộc chiến đã diễn ra xung quanh dự luật này và sẽ tiếp tục xảy ra, nên chúng ta hãy chờ kết quả. Như đã đưa tin, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vào hôm thứ Tư 17 tháng 4 đã đưa ra các dự luật riêng để giúp đỡ các đồng minh của Mỹ, bao gồm Ukraine, đồng thời công bố một sáng kiến nhằm bảo vệ biên giới Mỹ-Mexico. Gói Ukraine quy định việc phân bổ khoảng 61 tỷ USD hỗ trợ cho Ukraine cùng các đồng minh. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng về các dự luật phải diễn ra trước tối thứ Bảy, ngày 20 tháng 4. Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sẵn sàng ký các dự luật do ông Johnson đưa ra nếu quốc hội thông qua. Nga đang tập trung lực lượng vào Kaletschika, Kalinoka và Chasovja. Người phát ngôn của nhóm lực lượng OSUV Khostisa của Ukraine, Naja Volosin, cho biết quân đội Nga đang tập trung lực lượng tiến về phía Kalichika, Kalinoka và Chasovja. Ông nói rất có thể đó sẽ là Kalichika, Kalinova và tất nhiên Chasovja. Trên tuyến đường này còn có New York, vùng Donetsk. Ông nhấn mạnh rằng Chasovja đang ở đỉnh điểm và đối với người Nga, việc kiểm soát được nó sẽ đồng nghĩa với một bước đột phá nhất định theo hướng ba mút. Ông cho biết quân đội Nga đã cố gắng chiếm nó trong vài ngày nay. Họ không tính đến những tổn thất của mình, nhân sự và thiết bị một số lượng đáng kể chúng đã bị phá hủy trên các lối tiếp cận và đường dẫn đến thành phố. Ông cho biết thêm, Nga tập trung khoảng 20-25 vạn quân. Chúng ta đang nói không chỉ về quân nhân chuyên nghiệp mà còn về công dân được huy động của các quốc gia khác. Thưa quý vị và các bạn, một năm trước, lính đánh thuê quân nơ của Nga đã tiến đánh làng Bodanika nhưng bị đẩy lui. Giờ đây ngôi làng này bị quân Nga chiếm và đơn vị làm được việc đó là Lữ đoàn Bộ binh cơ giới 200 của Hạm đội Biển Bắc. Trên mặt trận Chasovja, quân Nga tiếp tục tiến về phần cuối của làng bodanika Hiện tại, 95% diện tích ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Quân đội Ukraine đang rút lui khỏi mặt trận này về làng Kalinika, Kalinoka. Thành công sau khi chiếm làng Bodanoka sẽ tạo đầu cầu để quân Nga tiếp tục tiến công vào sườn Đông Bắc, kéo giãn lực lượng Ukraine phòng thủ để các nhóm tấn công của sư đoàn Du-98 đang tấn công Chasovja từ phía đông thuận lợi hơn. Trong một thời gian dài, Bodanoka là trung tâm phòng thủ chủ chốt của Ukraine ở phía đông bắc Chasovya. Việc quân Nga cởi được nút thắt này thì áp lực lên quân đồn trú của Ukraine ở Chasovya sẽ càng tăng thêm. Một năm trước, sau khi tràn ngập Bamut, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã tiến đánh làng Bodanika nhưng bị quân Ukraine đẩy lui. Giờ đây ngôi làng này bị quân Nga chiếm. Và đơn vị làm được việc đó là Lữ đoàn Bộ binh cơ giới độc lập 200 thuộc hạm đội Biển Bắc. Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 200 thuộc hạm đội biển Bắc là đơn vị bộ binh hải quân có nhiệm vụ phòng thủ phòng tuyến phía Bắc rộng lớn của Nga, bảo vệ các cảng của hải quân Nga ở khu vực biển Bắc. Lữ đoàn tham chiến ở Ukraine từ tháng 3 năm 2023. Các nguồn tin của truyền thông phương Tây và Ukraine cho rằng lữ đoàn bộ binh cơ giới 200 có hiệu quả chiến đấu thấp ở chiến trường Ukraine. Thậm chí lữ đoàn 200 đã bị một số blogger thân Ukraine tiêu diệt hàng chục lần bằng ban phím của họ. Nhưng ngược lại với truyền thông phương Tây và Ukraine, lữ đoàn bộ binh cơ giới 200 chính là đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Lữ đoàn đã chiến đấu nhiều trận, vượt ra ngoài khả năng của họ. Trong chiến dịch Ba vào năm ngoái, lữ đoàn bộ binh cơ giới 200 đã chiến đấu bên cạnh lực lượng lính đánh thuê Wagner và chịu trách nhiệm bảo vệ bên sườn phía bắc của lực lượng Wagner, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng lính đánh thuê Wagner toàn tâm tiến công Ba Mút. Quân đội Ukraine khi đó đã huy động một lượng lớn quân tiếp viện từ Karasnolimaski, Kharkov, Kanamatov và những nơi khác nhằm tấn công vào hai bên sườn của lính đánh thuê Wagner, để lực lượng này không thể làm mũi chủ tấn công liều chết vào thành phố. Lúc này, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 của Nga đã chịu áp lực rất lớn và đứng vững trước làn sóng tấn công ác liệt của quân Ukraine từ bên sườn, đập toan hoàn toàn âm mưu bao vây ba mút của quân đội Ukraine, đồng thời tạo cơ hội quý giá để quân Wagner chiếm được ba mút. Sau trận mút mọi người nhớ đến Wagner, nhưng không nhớ đến họ. Mùa đông năm ngoái, quân đội Nga đã lên tiếng kêu gọi phản công. Chính lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 này đã tiến tới tận Besika và chiếm được hồ chứa Besika, khu vực nhà trẻ, đặc biệt là đánh bật quân Ukraine ở làng Karomov và truy kích quân Ukraine đến tận Bodanica. Từ đầu đến cuối, Lữ đoàn Bộ binh cơ giới 200 chịu trách nhiệm tấn công chính vào làng Bodanica, trong khi Sư đoàn Dù 98 chịu trách nhiệm chính bảo vệ hai bên sườn Bodanica và tấn công theo hướng từ làng Ivanitsky. Sau khi Sư đoàn Dù 98 đột phá vào rừng Đức và tiến vào khu vực tiểu khu của phía đông kênh đào Seversky Donetsk, Donbass, chảy theo hướng bắc nam của thành phố Chasovja, còn Lữ đoàn 200 tiếp tục một mình đối phó với quân Ukraine ở Bodanica. Với tinh thần chiến đấu kiên cường, cuối cùng lữ đoàn bộ binh cơ giới 200 đã tiến đến vùng bên ngoài phía nam của làng Bodanica và chuẩn bị hợp vây thành công với sư đoàn dù 98 trong khu vực tiểu khu Canan của thành phố Chasopja. Nhưng lữ đoàn 200 không dừng lại, họ chọn tiếp tục tấn công làng Kalinoka ở phía bắc Chasopja để giảm thêm áp lực cho sư đoàn dù 98, lực lượng tấn công chính ở Chasopja, đồng thời nỗ lực hoàn thành sứ mệnh lớn là lực lượng vu hồi vào Chasopja. Có lẽ lần này, truyền thông của cả Nga và phương Tây sẽ nhớ đến họ, Lữ đoàn Bộ binh cơ giới cận vệ 200 Nga, một trong những đơn vị xuất sắc nhất của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Giới quan sát cho rằng, Ukraine đang trải qua mức độ đe dọa hiện hữu, chỉ có thể so sánh với tình hình ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, trái với khi đó, tình hình hiện nay khó có thể cải thiện được, ít nhất là trong tương lai gần. Theo tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sytski, không chỉ các điều kiện trên tiền tuyến trở nên xấu đi đáng kể, mà còn khả năng thất bại của Ukraine hiện đang được thảo luận công khai bởi những người như cựu chỉ huy của Bộ Tư lệnh Liên quân Anh, Richard Barrons. Ông Barrons đã nói với BBC vào hôm 13 tháng 4 rằng Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột vào năm 2024 bởi Ukraine có thể cảm thấy mình không thể chiến thắng. Và khi đến thời điểm đó, tại sao người ta lại muốn chiến đấu và hy sinh nữa chỉ để bảo vệ những gì không thể không bảo vệ? Một số nhà quan sát cho rằng đây có thể là cách ông Biden cố gắng thúc đẩy phương Tây cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine nhanh hơn. Tuy nhiên, việc Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg công khai chấp nhận rằng để chấm dứt xung đột, Ukraine sẽ phải đàm phán với Nga và quyết định họ sẵn sàng thực hiện những thỏa hiệp nào là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mọi việc đang không diễn ra suôn sẻ cho Ukraine. Có một số lý do giải thích cho việc này. Đầu tiên là tình hình ngày càng tồi tệ ở mặt trận mà Ukraine thiếu cả nhân lực lẫn các trang thiết bị và đạn dược để giữ vững phòng tuyến trước Nga. Điều này sẽ không sớm thay đổi. Luật huy động mới của Nga chỉ mới được thông qua nên sẽ cần thời gian để huấn luyện, triển khai và hợp nhất quân đội mới trên tiền tuyến. Trong khi đó, nền kinh tế Nga đã cho thấy khả năng chống chịu trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, cho rằng ngoài lô hàng từ iran và triều tiên công nghệ lưỡng dụng bao gồm cả linh kiện điện tử và máy móc để sản xuất vũ khí còn được cung cấp bởi trung quốc moscow đã tự sản xuất được nhiều thiết bị và đạn dược của riêng mình phần lớn trong số này được thực hiện tại cơ sở nằm ngoài tầm hoạt động của vũ khí ukraine điều này không có nghĩa là mọi việc đều ổn với nguồn cung của nga nhưng rõ ràng chúng hơn hẳn những gì ukraine có thể tự mình xoay sở khi không có sự hỗ trợ của phương tây sự cân bằng khả năng nhằm duy trì nỗ lực chiến đấu đang thay đổi, vốn đang ngày càng có lợi cho Nga, đã cho phép Điện Kremlin áp dụng chiến lược phá hủy các hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc theo các mặt trận, đặc biệt là tại Donbass ở phía đông, nơi Moscow gia tăng sức ép lên đối phương trong những tháng gần đây. Hiện quân đội Nga cũng đang tập trung số lượng lớn lực lượng ở biên giới gần Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine đã bị Nga tăng cường tấn công trong một vài tuần qua. The Conversation cho rằng khoảng 100.000 đến 120.000 quân sẽ không đủ cho một cuộc tấn công xuyên biên giới thành công, nhưng số lượng này đủ để hạ gục số lượng lớn lực lượng Ukraine, khiến cho Kiev không thể sử dụng các binh lính này trên các khu vực dễ bị tổn thương hơn trên tiền tuyến. Dù vậy, ngoại trừ sự sụp đổ đột ngột của một phần quan trọng trên tuyến phòng thủ của Ukraine, một bước tiến lớn của Nga khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Nhưng một phần trong những gì Nga đang cố gắng thực hiện hiện nay với nỗ lực tấn công rộng rãi vào hệ thống phòng thủ của Ukraine là thăm dò các điểm yếu của đối phương để khai thác trong một cuộc tấn công lớn hơn sau này vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Trong bối cảnh trên, điều quan trọng cần nhớ là các mục tiêu tổng thể mà Nga đã tuyên bố, đặc biệt là việc kiểm soát bốn vùng lãnh thổ mà Moscow sát nhập vào tháng 9 năm 2022. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy các mục tiêu này đã thay đổi và các hoạt động của Nga trên chiến trường cũng nhất quán với điều đó. Việc kiểm soát phần còn lại của khu vực Donetsk sẽ là bước đầu tiên và tạo cơ sở cho những thành quả tiếp theo ở khu vực Japorizhia ở miền Nam và Kherson ở miền Trung. Đặc biệt là việc kiểm soát thành phố Kherson mà Ukraine giành được vào cuối mùa thu năm 2022. Việc Ukraine rút quân khỏi các vị trí phòng thủ tốt hơn trên tiền tuyến hiện tại ở Donbass sẽ khiến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực trở nên khả thi hơn đối với Nga, nhưng lại làm khó những nỗ lực của Moscow ở Dnepropetrovsk và Kherson. Nó cũng làm tiêu tan hy vọng của Nga trong việc giành được phần còn lại của bờ biển đen cho tới tận Odessa. Tuy nhiên, chiến lược này của Ukraine liệu có thể thành công hay không sẽ phụ thuộc đáng kể vào hình thức hỗ trợ của phương Tây sắp tới và thời gian chúng đến tay kỳ kết quả là quan nhất là các nước phương tây nhanh chóng tăng cường hỗ trợ quân sự cho ukraine. Sự hỗ trợ này phải bao gồm đạn dược, các hệ thống phòng không, xe bọc thép và uav. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp quốc phòng của phương tây, đặc biệt ở châu âu, cần chuyển sang chế độ thời chiến tương tự như ở nga. Trên cơ sở đó, tình hình dọc tiền tuyến có thể sẽ trở nên ổn định và bất kỳ động thái tấn công nào mà nga lên kế hoạch hiện nay sẽ không đạt được thành quả mới kết quả là quan nhất này sẽ tạo nên một vị thế được cải thiện đôi chút cho Ukraine. Trong trường hợp xấu nhất là sự sụp đổ của một số khu vực trên tiền tuyến, điều đó sẽ tạo điều kiện để Nga giành được nhiều thành quả hơn. Mặc dù không hẳn khả năng đó xảy ra trong thời điểm hiện tại, nhưng nếu nó xảy ra thì đó cũng là một vấn đề lớn với tinh thần chiến đấu của Ukraine. Việc này cũng sẽ khiến những người có quan điểm hoái nghi ở phương Tây thúc đẩy Ukraine bước vào bàn đàm phán khi nước này đang ở thế yếu. Do đó, kết quả tồi tệ nhất không phải là Moscow chiếm được Kiev, mà là sự thất bại quân sự của Ukraine về mọi mặt. Một cuộc tấn công lớn của Nga vào mùa hè nếu thành công sẽ buộc Kiev phải đưa ra nhượng bộ. Ngoài thất bại với Ukraine, điều đó còn đồng nghĩa với sự bẽ mặt của phương Tây và có khả năng phá vỡ hoàn toàn mặt trận tương đối thống nhất ủng hộ Ukraine, từ đó tăng thêm sức mạnh cho Điện Kremlin. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy nhiều tên lửa nga nhắm vào Aviatskii, một căn cứ không quân của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Donipropetrovsk. Một đoạn video được hãng tin Ria Novosti đăng tải có thể thấy một số máy bay chiến đấu MiG 29 và máy bay vận tải của Ukraine đậu trên mặt đất đã bị tên lửa tấn công. Các nhà chứa máy bay và kho đạn gần đó cũng bị tập kích. Một video khác cho thấy một vụ tấn công trực tiếp vào hệ thống phòng không S-300 được triển khai gần căn cứ Avia Toskoi. Kết thúc cuộc tấn công, tổng cộng hai máy bay MiG-29 và một hệ thống phòng không S-300 của Ukraine đã bị phá hủy. Avia Toskoi nằm ngay phía nam thành phố Dnipro, cách tiền tuyến hơn 100 km. Quân đội Ukraine hiện chưa lên tiếng về đoạn video này. Thưa quý vị và các bạn, nỗ lực đánh cắp chiếc xe tăng của Ukraine kéo dài 3 đêm, trong đó các kỹ sư dẫn đường, bộ binh hộ tống, lực lượng y tế ở phía sau. Lâm vào tình trạng thiếu đạn dược kể từ tháng 10 năm ngoái, sau khi Quốc hội Mỹ ngưng viện trợ, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái UAV có chất nổ như một phương tiện hỏa lực. Hiện nay, những chiếc UAV này lên đến khoảng hàng trăm nghìn chiếc là hệ thống quan trọng nhất trong kho vũ khí của Ukraine những thiết bị gây nhiễu vô tuyến chiến thuật có thể chặn tín hiệu điều khiển UAV. Vì vậy, khi Nga triển khai xe tăng với thiết bị gây nhiễu mới, một cụm gồm nhiều thiết bị gây nhiễu ra tiền tuyến trong những tuần gần đây, Kiev đã rất quan tâm. Nếu các thiết bị gây nhiễu mới hoạt động, lực lượng Ukraine sẽ cần phải phát triển các biện pháp đối phó. Cơ hội đã đến vào đầu tháng 4, khi một chiếc T-72 của Nga được trang bị thiết bị gây nhiễu băng qua hàng rào thép gai ở Terni, thuộc Donetsk, phía đông Ukraine. Ngay sau đó, một UAV của Ukraine lao tới và phát nổ. Chiếc UAV không gây thiệt hại nặng nề cho chiếc xe tăng 51 tấn. Chiếc T-72 bị hư hỏng nhẹ, nhưng người Ukraine đã thu được một phần thưởng hoàn hảo. Đó là các thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến. Một nữ đoàn tinh nhuệ của quân đội Ukraine đã tình nguyện thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, đó là lấy lại chiếc T-72 bất động từ vùng đất vắng bên ngoài Teni, một giải địa hình nguy hiểm nhất thế giới. Mọi người đều hiểu sự nguy hiểm, các kỹ sư chiến đấu đi đầu tiên lẻn ra ngoài vào ban đêm để thăm dò cách tiếp cận và kiểm tra tình trạng xe tăng. Họ quay trở lại phòng tuyến của Ukraina cách đó một dặm với tin xấu. Mặc dù có vẻ như xe tăng vẫn có thể hoạt động, nhưng khẩu pháo chính đã chặn cửa khoang lái. Đêm thứ hai, nhóm đột kích đưa theo một lính tăng, trong khi các kỹ sư cẩn thận gỡ dây gai cuốn vào xích xe tăng. Người lính tăng đã quay tháp pháo theo cách thủ công để mở cửa khoang lái và khởi động chiếc xe tăng. Nhưng chiếc xe tăng đã cạn kiệt nhiên liệu và lực lượng Ukraine chưa thể đưa chiếc xe tăng về. Đêm hôm sau, nhóm đột kích quay trở lại. Các kỹ sư dẫn đường, bộ binh hộ tống, lực lượng y tế chờ đợi ở phía sau vì dự đoán sẽ có thương vong. Lính Ukraine mang theo 3 bình ắc quy, mỗi bình nặng 150 pound, cùng với khí nén, dụng cụ và kính ban đêm để khởi động chiếc xe tăng. Cuối cùng, lính Ukraine an toàn so phòng tuyến của mình. Người Ukraine đã kiểm tra các thiết bị gây nhiễu mà họ đã liều mạng để mang được về. Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến. F-16 Fighting Falcon, chiếm cắt, do Mỹ sản xuất từ lâu, đã đứng đầu danh sách các nền tảng phần cứng quân sự mà Ukraine muốn có để đối đầu tốt hơn với Nga. Mặc dù Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết cung cấp tới 65 chiếc máy bay phản lực thế hệ thứ tư này nhưng con chim cắt đầu tiên trong số đó sẽ không được giao cho đến ít nhất là cuối mùa hè này. Tất cả người dân Ukraine đang chờ đợi ngay những chiếc F-16 đầu tiên xuất hiện trên bầu trời của chúng tôi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hồi tháng 2. Câu hỏi được đặt ra trong giới hàng không là liệu số lượng chiến đấu cơ phương Tây có quá ít để tác động đến diễn biến của cuộc chiến hay không. Không phải vũ khí thay đổi cuộc trời. Hà Lan, cùng Đan Mạch và Na Uy đã cam kết cung cấp cho Ukraine những chiếc F-16 Fighting Falcon cũ hơn khi các quốc gia NATO hiện đại hóa phi đội của mình với những chiếc F-35 Fighting II hiện đại hơn. Tổng cộng, chúng tôi sẽ bàn giao 24 máy bay chiến đấu F-16. Chúng sẽ được bàn giao cho Ukraine ngay khi mọi thứ sẵn sàng. Thời điểm này phụ thuộc vào việc đào tạo phi công và kỹ thuật viên Ukraine cũng như vào cơ sở hạ tầng. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kasia Olongren cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Ukrainform Ukraine được thực hiện tại The Hague đầu tháng này. Nhưng sự chậm trễ trong việc đưa F-16 đến Ukraine có thể hạn chế hiệu quả của chúng. Đầu tháng này, một sĩ quan quân đội cấp cao của Ukraine nói với Politico rằng F-16 là cần thiết vào năm 2023, nhưng chúng sẽ không còn phù hợp cho năm 2024. Theo vị quan chức này, các tên lửa chống tăng do Anh và Mỹ cung cấp trong những tuần đầu của cuộc chiến tỏ ra có tính chất quyết định đối với các lực lượng của Kiev. Ngược lại, sự chậm trễ kéo dài trong việc chuyển giao một số loại vũ khí, chẳng hạn như xe tăng chiến đấu chủ lực MPT của phương Tây mới đến tiền tuyến vào năm ngoái, đã khiến chúng trở nên kém quan trọng hơn trên chiến trường. Trường hợp tương tự đang xảy ra với F-16. Ngoài ra, các chuyên gia gợi ý với Newsweek rằng số lượng máy bay chiến đấu mà Ukraine vận hành có thể sẽ là quá nhỏ để tạo ra sự khác biệt chiến lược trên toàn bộ chiến tuyến dài tới gần 1.000 km, đặc biệt là khi Nga cũng đã tranh thủ được vô số thời gian để chuẩn bị kể từ khi Mỹ công khai quyết định cho phép chuyển giao F-16 hồi tháng 8 năm ngoái cho tới nay. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã tìm cách hạ thấp kỳ vọng về những gì chìm cắt có thể mang lại. Ông cho biết, mặc dù F-16 có thể mở rộng khả năng của quân đội Ukraine, nhưng loại tiêm kích này có thể sẽ không đủ sức ảnh hưởng rõ rệt đến tình hình ở khu vực chiến đấu. Một loại vũ khí đơn lẻ không thể thay đổi tình hình trên chiến trường, ông Sotenberg, được tờ Ukraine Pravda dẫn lời cho biết. Đây không phải là viên đạn bạc có thể thay đổi cục diện của chiến. Tuy nhiên, F-16 rất quan trọng, chúng sẽ tăng cường khả năng của Ukraine trong việc đẩy lùi bước tiến của Nga hơn nữa. Ngoài ra, Ukraine sẽ cần được đào tạo nhiều hơn cũng như cần thêm đạn dược, phụ tùng thay thế và cơ sở hạ tầng khi tiếp nhận Fighting Falcon từ các đồng minh. Việc xây dựng đường băng và cơ sở vật chất được trang bị để vận hành những chiếc máy bay chiến đấu này cũng là một nỗ lực cần làm ngay và tốn kém. Vì những lý do đó, F16 không nên được coi là loại vũ khí thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng vẫn có những tác dụng nhất định. F-16 là máy bay phản lực thế hệ thứ tư, được sản xuất từ những năm 1970 và được hơn 20 lực lượng không quân trên toàn thế giới sử dụng. Xét về nhiều khía cạnh, những chú chìm cắt là chiến đấu cơ thành công và phổ biến nhất đang hoạt động hiện nay. Mặc dù không còn được sử dụng trong không quân Mỹ, nó vẫn được các khổng lồ hàng không vũ trụ và quốc phòng Lockheed Martin tiếp tục sản xuất để bán ra nước ngoài. F-16 Fighting Falcon là một máy bay có khả năng nhưng nó cũng sẽ là thỏi nam châm thu hút lực lượng phòng không Nga và máy bay Nga. Ông Frank Leswitz, giảng viên cao cấp về luật và nghiên cứu chiến tranh tại Đại học Portsmouth, Anh và là cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh, cảnh báo. Vì Moscow sở hữu một kho vũ khí tiên tiến bao gồm các hệ thống phòng không và tên lửa đất đối không, về cơ bản, các máy bay chiến đấu F-16 được chuyển giao cho Ukraine sẽ trở thành đối tượng dễ bị tấn công. Trong những cảnh báo mới nhất gửi đến NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tháng 3 tuyên bố những chiếc máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây hứa sẽ gửi tới Ukraine sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường. Và chúng tôi sẽ phá hủy máy bay giống như chúng tôi đã phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác ngày nay, bao gồm cả hệ thống tên lửa phóng loạt, ông Putin nói. Nhấn mạnh rằng F-16 cất cánh ở bất kỳ nước thứ ba nào đều sẽ trở thành mục tiêu chính đáng của chúng tôi khi những chiếc F-16 tiếp tục được xúc tiến triển khai tới Kiev, quân đội Ukraine cũng đối mặt với tình trạng thiếu hụt các loại vũ khí và hệ thống quân sự thiết yếu khác. Sự thiếu hụt nổi bật nhất vào lúc này là đạn dược cho pháo binh phương Tây và vũ khí đã được chuyển đến Kiev trong hơn 2 năm qua. Các quan chức Ukraine tuyên bố rằng việc cầm chân các lực lượng của Moscow ngày càng trở nên khó khăn hơn khi nguồn cung đạn pháo của Kiev ngày càng cạn kiệt. Nếu khả năng thay đổi cuộc chơi của Fighting Falcon không còn, thì có lẽ chiếm cắt vẫn sẽ được hoan nghênh ở Ukraine khi chúng có thể giúp tăng cường vận chuyển đạn dược. Sự góp mặt của F-16 Fighting Falcon có thể giúp Kiev giữ vững chiến tuyến và có thể khiến cuộc chiến trên không của Ukraine càng trở nên tốn kém hơn đối với Điện Kremlin khi các lực lượng Nga được cho là đã mất một số chiến đấu cơ Su-34 và Su-35. Fighting Falcon có thể không bảo vệ tuyệt đối bầu trời Ukraine, nhưng nó sẽ đảm bảo rằng Nga không bao giờ có thể cảm thấy mình có ưu thế trên không. Kiev hiện đang vô cùng lo ngại trước việc các nhà tài trợ phương Tây không sẵn lòng tiếp tục bơm tiền vào quân đội Ukraine đang suy yếu. Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky đang liên tục đề nghị phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cấp thêm vũ khí để chống lại các hoạt động quân sự của quân đội Nga, thì lực lượng Nga đang trên đà hoàn thành mục tiêu phi quân sự hóa nước láng giềng không thân thiện. Vào đêm ngày 16 tháng 4, một làn sóng tấn công mới của Nga nhằm vào các khu vực hậu phương của Ukraine hàng loạt tiếng nổ vang dội tại sân bay quân sự ở vùng Khmelnytsky. Các cuộc tấn công của Nga ngăn cản quân đội Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng cần thiết để tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 của NATO tại căn cứ. Một trung tâm huấn luyện quân sự của Ukraine được cho là đã bị tấn công ở thành phố Uman. Các vụ nổ xảy ra gần thị trấn Mirogov ở vùng Potava, nơi có một sân bay quân sự. Nhiều cuộc tấn công của Nga và quân đội Ukraine đã được báo cáo ở khu vực phía nam Kherson và Mykolaiv sự tiêu hao lực lượng phòng không Ukraine đang làm tăng hiệu quả của các cuộc tấn công chính xác của Nga, cho phép triển khai ít máy bay không người lái và tên lửa hơn để tiêu diệt các mục tiêu. Quân đội Nga cũng đang tiến hành các cuộc tấn công vào ban ngày ở nhiều khu vực khác nhau. Chiều ngày 15 tháng 4, ít nhất 4 tên lửa Nga đã tấn công một bãi huấn luyện quân sự gần Chusiev ở khu vực Kharkov. Kiev cố gắng che giấu thiệt hại thực sự, nhưng các nguồn tin địa phương xác nhận các vụ cháy lớn và thiệt hại nặng nề các cuộc tấn công chính xác đã cản trở việc luân chuyển lực lượng đồn trú Ukraine ở tiền tuyến phía bắc Donbass. Những tổn thất đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong giới chỉ huy quân đội Ukraine, những người cho rằng đã gây ra cái chết của một số quân sự cấp cao của Ukraine. Thêm nhiều cuộc tấn công của Nga đã phá hủy các mục tiêu ở Potrop và Kotantynivka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Đáp lại, lực lượng vũ trang Ukraine đang tấn công các khu vực dân sự nhằm cố gắng tiếp cận ít nhất một số cơ sở quân sự hoặc công nghiệp. Do lực lượng phòng không Nga đang ngày càng chống lại các máy bay không người lái của Ukraine hiệu quả hơn, nên người Ukraine buộc phải phát minh ra những cách mới để tiến hành các cuộc tấn công. Ngày 16 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một khinh khí cầu cỡ nhỏ của Ukraine đã bị phá hủy ở khu vực biên giới Kursk. Phát minh của Ukraine đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình đồng thời kiev cũng đang ấp ủ kế hoạch phá hủy cầu crimea giống như các trường hợp cuộc phản công thất bại của ukraine năm ngoái giờ đây các quan chức quân sự ukraine lại đang nói về kế hoạch của họ với sự hỗ trợ của các chỉ huy phương tây tình báo của kiev được cho là đã phát triển một chiến lược tấn công mạnh mẽ chiến lược này sắp diễn ra giữa những mối đe dọa có vẻ mơ hồ từ kiev những bước đi đầu tiên đã được thực hiện mà không có kết quả vào ngày 15 tháng 4, hai tên lửa Somzadao được cho là đã bị đánh chặn ở thị trấn Berdian. Các tên lửa của NATO có thể đang hướng tới cây cầu Grom để thăm dò hệ thống phòng không của Nga. Nhiều chuyên gia phân tích quân sự nhận định, cho dù Ukraine có phát minh mới nào đi chẳng nữa, rất khó để họ có thể đạt được chiến thắng trước Nga, lực lượng đang có mọi thứ tiềm lực trong tay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 6 tên lửa ATACMS 191 máy bay không người lái cùng một quả bom dẫn đường Hammer của Ukraine. Trong một ngày, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 191 máy bay không người lái của Ukraine, 6 tên lửa tác chiến chiến thuật, chiến thuật MGM-140 ATACMS do Mỹ sản xuất và một quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 4. Theo bộ này, đây là số tên lửa kỷ lục được phá hủy trong một ngày, việc vô hiệu hóa chúng được thực hiện nhờ hiệu suất cao của hệ thống phòng không Nga. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy 583 máy bay quân sự Ukraine, 270 máy bay trực thăng, 21.483 máy bay không người lái, 502 hệ thống tên lửa phòng không, 15.798 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.267 phương tiện chiến đấu thuộc hệ thống tên lửa phóng loạt, 8.935 pháo dã chiến và súng cối, cùng 21.096 đơn vị xe quân sự đặc biệt. Trong một diễn biến mới, sáng nay ngày 18 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo, trong đêm ngày 17 tháng 4, các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 2 tên lửa Tốc U, 19 tên lửa Vamper, 5 khinh khí cầu nhỏ và 20 máy bay không người lái trên khu vực Belgorod, Rostov và Voronezh. ATACMS được tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển và sản xuất từ những năm 1990 tên lửa được thiết kế để trang bị trên tổ hợp pháo phản lực HIMARS có khả năng vô hiệu hóa các sở chỉ huy và phá hủy kho vũ khí, đạn dược của đối phương. Tháng 10 năm 2023, Nhà Trắng chính thức xác nhận cung cấp ATACMS cho Ukraine sau khi quân đội Ukraine cho biết đã sử dụng chúng lần đầu tiên trên chiến trường. Các mục tiêu là các sân bay quân sự nằm gần Berdyan, tỉnh Zaporizhia và Luhansk. Phiên bản ATACMS được gửi tới Ukraine là MGM-140A có tầm bắn 165 km. Tên lửa này có khả năng giải phóng 950 quả đạn con gây sát thương trên một khu vực rộng lớn.